Hôm nay, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 chính thức bắt đầu. Tất cả 32 điểm thi tại tỉnh Hưng Yên đã hoàn tất các thủ tục cuối cùng, sẵn sàng các điều kiện cho ngày thi chính thức 28 tháng 6. Gần một tuần nay, em Bích Ngọc, học sinh trường trung học phổ thông Tiên Lữ, tự ôn tập kiến thức tại nhà thay vì đến trường. Với thuận lợi có cả một năm trọn vẹn không phải học trực tuyến, nên Ngọc có tâm thế tự tin, sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới. Về nhà thì em có làm đề ở trên mạng và lập những cái nhóm bạn cùng nhau giải đề và luyện đề những câu hỏi khó. Em đã chuẩn bị gần như là đầy đủ về mặt tâm lý, kiến thức cũng như là sức khỏe của mình ổn nhất để bước vào kỳ thi ạ. Khi học sinh khối 12 kết thúc việc ôn tập tại trường, cũng là lúc các nhà trường tập trung chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Do tỉnh Hưng Yên áp dụng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, nên các nhà trường đều có kinh nghiệm trong việc chuẩn bị thi. Hơn 2.400 người tham gia công tác coi thi, được tập huấn, quán triệt kỹ lưỡng quy chế thi. Các trường trung học phổ thông tập trung tổng vệ sinh trường lớp, bố trí đầy đủ phòng thi, phòng chờ, phòng dự phòng, khu vực gửi đồ của thí sinh, chuẩn bị vật tư y tế, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và thí sinh. Sắp xếp số bàn ghế trong mỗi phòng thi, kiểm tra hệ thống điện chiếu sáng, quạt mát, camera, theo dõi phòng chứa đề thi, bài thi. Trước đó, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tỉnh Hưng Yên đã thành lập 7 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tại tất cả 32 điểm thi. Sáng nay thì chúng tôi đã kiểm tra tất cả về cái sự chuẩn bị của trường trung học phổ thông Tô Hiệu, cả 17 phòng thi với các cái phương tiện trang thiết bị để sẵn sàng bước vào ngày thi ngày mai đảm bảo một cách an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Quan điểm của tỉnh Hưng Yên là tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nghiêm túc, đúng quy chế, công bằng, khách quan, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh hoàn thành kỳ thi. Các cán bộ coi thi đều được quán triệt thực hiện đúng quy chế nhưng không gây căng thẳng, tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh. Các trường trung học phổ thông xây dựng phương án hỗ trợ thí sinh kịp thời. Đến giờ phút này thì không có học sinh nào cần phải hỗ trợ. Những cháu mà có bố mẹ đi làm ăn xa thì nếu mà chẳng may đến muộn thì chúng tôi đã có một cái đội xung kích là có ngay số điện thoại của các cháu, gọi điện về, thậm chí là có khi là có bạn đến tận nhà để đón. Chiều ngày 27 tháng 6, gần 15.400 thí sinh trên toàn tỉnh đã tới điểm thi, nhận vòng thi, được cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi, rà soát lại thông tin cá nhân như ngày tháng năm sinh, số báo danh để kịp thời sửa đổi, bổ sung nếu có sai sót. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai thí sinh sẽ bước vào ngày thi chính thức đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Buổi sáng các thí sinh dự thi môn văn, buổi chiều thi môn toán. Những thí sinh chiều nay không tới làm thủ tục dự thi, ngày mai vẫn có thể tham gia thi bình thường. Tuy nhiên, các em cần lưu ý là nên kiểm tra lại các thông tin cá nhân, báo cáo với các thầy cô coi thi để kịp thời sửa chữa nếu có sai sót.